Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Thầy Tái Xanh, ấn tượng năm Đinh Hợi 1947, do kỳ vân cư sĩ biên khảo như sau. Bàn tay lật ngửa vậy mà. Chớ đừng lật sấp vì Thầy Tái Xanh. Đi xa thì phải dặn dành. Đức Huỳnh, giáo chủ viết ở làng Nhơn Nghĩa Xà No, ngày rằm tháng 6 canh thìn 1940. Tây Vức Liên Nam Hiệp Định Phân tam giáo quy nguồn viện Lý Cân. Hùng Anh phiên quốc lai hàng phục, đinh hợi đáo niên tạo thiện nhân, tiền báo năm đinh hợi 1947 có thiện nhân ra đời. Trích trong mây, Đức Huỳnh giáo chủ viết năm 1940. Đây là thủ bút của Đức Thầy Huỳnh Giáo Chủ viết ngày 16 tháng 4 năm 1947 năm Đinh Hợi tại Đốc Vàng gửi cho ông Trần Văn Soái và Nguyễn Giác Ngộ. Ông Trần Văn Soái và Nguyễn Giác Ngộ tôi vừa hội hiệp với ông Biểu Vinh, bỗng có sự biến cố, tôi và ông Vinh suýt chết, chưa rõ nguyên nhân, còn điều tra. Trong mấy anh em phòng vệ không biết chết hay chạy đi, nếu có ai chạy về báo cáo rằng tôi bị bắt hay mưu sát thì các ông đừng tin và đừng náo động. Cấm chỉ đồn đãi, cấm chỉ kéo quân đi tiếp cứu, hãy đóng quân y tại chỗ. Sáng ngày tôi sẽ cùng ông Biểu Vinh điều tra kỹ lưỡng rồi về sau. Phải triệt để tuân lệnh 16-4-47, 9:15 đêm. Ký tên sổ. Đức thầy ra đi đêm ngày 16 tháng 4 năm 1947 đinh hợi tại Đốc Vàng. Thủ bút của Đức cậu Bần sĩ vô danh kết tập trang 170 đến 172 quyển Kinh Truy luận Pháp Thiền. Đức cậu Bần sĩ vô danh thuyết, Kỳ Vân cư sĩ biên khảo, Thiền Tịnh Bửu Sơn Sydney ấn tống năm 1999. Dưới đây là trang 172 trích trang cuối thủ bút đức cậu bần sĩ vô danh viết cho kỳ vân cư sĩ năm 1996. Hàng cuối cùng, Phạm Thị Ly 50 tuổi Đinh Hợi 1947 năm Bính Tý 1996, tôi có cơ may diện kiến đức cậu bần sĩ vô danh. Và được ngài trực tiếp thuyết cho tôi nghe ba băng cứu nguy tận thế ở nhà bà Tư Phú Lâm mẹ cô Lê Ngọc Mai. Cũng trong dịp này, tôi lên trại dãy nơi lãnh trang ở Bình Phước. Lúc bấy giờ, trại giấy chỉ có ba mẫu còn cây rừng hoang sơ. Trong trại giấy chỉ có một túp lều tranh, xung quanh mới phát hoang chuẩn bị trồng cây trái. Trong lúc các bạn đạo ngồi nghe Đức Cậu bần sĩ nói chuyện, bỗng có động lực vô hình khiến tôi muốn biết tuổi tác của Đức Cậu. Nhưng hỏi tuổi phụ nữ thì ngại quá, tôi ngập ngừng một lúc lâu, rồi mới bạo dạn hỏi. Thưa cô Chín bấy giờ tôi gọi Đức Cậu là cô Chín. Thưa cô Chín tuổi con gì? Đức Cậu cười đáp cô tuổi đinh hợi. Sau này nếu muốn biết tuổi tác ai, thì quý vị hỏi thưa anh thưa chị, năm nay anh chị được bao nhiêu tuổi? Hỏi như vậy là lịch sự rồi. Đừng hỏi tuổi con gì, vì nếu người ta tuổi con rắn hay tuổi con cọp thì nghe ghê sợ lắm. Trích Hòa Đồng Tôn Giáo Trang 76-77, đến Kỳ Vân Cư Sĩ Biên Khảo, Thiền Tịnh Biểu Sơn Sydney Ấn Tống năm 2001. Kiểng vật khoe màu đua sắc tươi, cành hoa hé nở tợ như cười. Xuân về cảnh đẹp càng thêm vẻ, dám hỏi Đông Hoàng tuổi mấy mươi. Đức Thầy Huỳnh Giáo Chủ viết năm 1941 ở chợ quán. Đức Thầy ký thác sứ mạng cho trò kiểng Xuân Pháp danh kỳ vân cư sĩ. Cầu sấm cuối. Dám hỏi Đông Hoàng tuổi mấy mươi. Ám chỉ trò kiện Xuân Pháp danh kỳ vân cư sĩ dám hỏi tuổi Đức Thầy Đông Hoàng khi lần đầu trò diện kiến ngài. Hình ảnh bông hoa cây kiểng trong khu vườn nhà của kỳ vân cư sĩ khế hợp bốn câu thơ khoán thủ cách cú của Đức Thầy Huỳnh Giáo Chủ viết từ năm 1941 ở chợ quán. Đức Thầy ký thác sứ mạng cho trò kiểng xuân kỳ vân cư sĩ chấp bút trong phái biểu sơn kỳ hương. Năm 1996, lần đầu diện kiến Đức Cậu Bần Sĩ vô danh, kỳ vân cư sĩ hỏi Đức Cậu bao nhiêu tuổi, khế hợp với câu thứ tư, dám hỏi đông hoàng tuổi mấy mươi lời thầy dạy trò ơi nên nhớ. Lòng trung kiên muôn thuở còn nêu, giàu ai bày vẽ trăm điều. Đừng tin huyễn hoặc quỷ yêu dối hoài, sấm kinh thầy chẳng sai một mảy. Lời thầy khuyên con hãy gắng ghi. Đinh hợi thầy đã ra đi, đốc vàng 1947. Xác trần tứ đại vậy thì dã tan. Con ơi chớ mơ màng gì cả. Ngày ra đi thầy đã dặn chung. Tới đây từ biệt khắp cùng thầy lìa khỏi xác thiên cung phản hồi. Ra đi thầy khóc ôi thương nhớ, bởi nửa chừng đờn nỡ dứt ngang. Rừng dừng nước mắt hai hàng. Lánh nơi cõi tục Phật đàng lui trơn. Thầy đã dạy thiệt hơn trong sấm, thầy thương trò gởi gấm chẳng lầm, thân khùng đêm vắng khóc thầm. Cựa mình cũng nhớ rất nằm nào an, từ nay cách biệt xa ngàn. Ai người tâm đạo đừng toan phụ thầy, lời thầy khuyến đâu đây văng vẳng trong đêm khuya thanh lặng âm ba. Xác trần ta đã rời xa. Bá ra ở lại vậy mà bình an. Lời thầy quyện trong làn hương khói. Nhắn nhủ trò theo dõi lời thề. Ít lâu ta cũng trở về. Khuyên trong bồn đạo chớ hề lãng sao. Thân thầy vắng dầu bao năm tháng. Hồn thiêng thầy lãng vảng đó đây. Đọc qua lời nguyện một bài. Lại luôn bốn lại tạ dày tông ra. Bàn tay lật ngửa vậy mà chớ đừng lật sấp vì thầy tái xanh. Đi xa thầy phải dặn dành. Trò ơi hãy nhớ thực hành lời khuyên. Phúc họa chủ phong nhiên bính tí, trùng lai hữu nhật tại hoài xanh. Ra đi thầy đã dặn dành. Vậy trò tin tưởng lòng thành mới an. Tái xanh chọn lựa trang hiền thảo, thức tỉnh tâm trung bởi vẹn mày. Ra đi thầy dặn đủ đầy. Tái xanh phương tiện của thầy đừng nghi. Đây chỉ rõ đường đi nước bước nhớ những lời sau trước thủy chung chừng nào thầy lại ra chung thì trong buồn đạo bóng tung phủ che thầy trở lại hò về ca hát hát kệ kinh dõng dạc vang vầy giặc trời bao bùa đông tây dịch ôn vũ hán kỳ này chứa chan cả thế giới lầm than chi xiết giặc trời rồi tới giết giặc người bá ra muốn sống coi đời chỉ chay bố thí đồng thời thiền tâm nam mô a di đà phật Sydney, ngày 26 tháng 12 năm 2023, Kỳ Vân. Miệng nhỏ tiếng to vang bốn biển, lưỡi mềm lời lớn dậy rồng mây. Lòng trong thánh kệ tình bơi lội, dạ sạch Phật kinh ý luyện bay. Thơ sướng họa hàng Nga của Đức Huỳnh Giáo Chủ viết năm 1940. Sướng họa hàng Nga Đức Huỳnh Giáo Chủ viết năm 1940. Sau khi đọc bài biên khảo Thầy Tái Xanh trên đây bạn đạo thanh trơn cư sĩ đã cảm để diễn ca bài thơ sau đây. Phật Thầy có một pháp thân, nhưng mà biến hóa hồn phân muôn hình, mười phương khắp cõi hữu tình. Tùy phương tùy sứ thân hình khác nhau, kiếp thì da trắng da màu. Kiếp thì người thấp người cao không lường, khi thì làm tướng làm vương. Khi thì nghèo khổ lỡ đường ăn xin, như lời Phật nói trong kinh. Quan âm Bồ Tát phân hình vạn muôn giống như kép hát trong tuồng, tùy vai mà đóng hợp khuôn thôi mà, nên đừng chấp tướng trẻ già, sang hèn đẹp xấu đàn bà đàn ông. Nếu là người trí hiểu thông, chỉ nghe lời thuyết biết trơn hay tả. xưa nay trong cõi người ta, Phật thầy chuyển kiếp hàng hà xác thân để mà cứu thế độ trần, khỏi xa địa ngục về lần tiên bang. Hiện nay mặt hạ ác gian nên thầy hóa hiện vào hàng nữ nhân, lại thêm giả hát giả đờn. Để mà dễ nói giáo trơn khuyên đời, nên người phải hiểu người ơi. Tiên tri thầy để vậy thời bản thông, nói Tây thì phải luận đông. Vì đời cường bạo nó không tu hành, chỉ mê quyền chức giật dành. Biết người tài giỏi nó đành hại ngay, cũng luôn để thử gái trai. Coi ai đệ tử thảo ngay chân thành. Hãy xem một số chú anh, Kỳ vân cư sĩ học hành tài cao. Phi công nhà báo đương trào. Tìm về bần sĩ để trao pháp màu. Còn tôi ở Mỹ hơi lâu. Có bằng thạc sĩ cũng hầu theo chân. Tôi tu cũng khá chuyên cần. Biết kinh biết kệ rõ phân tránh tà. Bây giờ là lúc ngươn ba. Nếu không bám cội phải là tiêu thân. Bánh xe thượng đế cứ lăn. Sẽ là cá nát hồn thân kẻ tà. Người ơi phải né tránh xa bằng câu giáo lý bằng mà thiện lương, sớm chiều giữ dạ rau tương. Để qua cái máy âm dương của trời, nó đang rung chuyển khắp nơi. Tu đi để thấy thây phơ muôn ngàn. Khi nằm rồng rắn bước sang, nhiều nơi đấm máu tiêu tan cửa nhà. Lại thêm báo tố phong ba. Nước đâu mà cuốn xe nhà cũng trôi, kinh tế thì bị suy đồi. Thiếu ăn thiếu mặc ôi thôi náo nề. Con ngựa lại đá con dê. Bình Dương dậy sóng bộn bề chiến trinh. Thầy phơi trôi nổi thúi ình, để cho diều quả kênh kênh làm mồi. Người ơi phải tỉnh hẳn hỏi, nửa ma nửa Phật khó coi lụy phiền. Cũng như chân bước hai thuyền, thế nào cũng té ngửa nghiêng xuống dòng. Không về được hội hoa long, để chầu tiên Phật thoát vòng khổ đau. Ta đến thế gian chẳng có gì, chết rồi cũng chẳng được mang chi xác thân của cải đều tiêu mất. Vậy hỡi bạn hiền hết tỉnh đi. Tỉnh đi tu gấp kịp thời gian, máy tạo đang xoay rất lẹ làng, nạn ách thiên tai đang xảy đến. Chết trôi chết nổi chết làng khang. Làng khang để tận diệt nhân gian, vì quá ác ôn quá sổ sảng Chẳng nể Phật trời chi hết cả. Ăn chơi trụi lạc sống nghênh ngang. Ngânh ngang thì phải bị tiêu rồi. Chỉ có người hiền sống sót thôi trời Phật sẽ mang về thượng cảnh. Sống vui sống khỏe sống đời đời. Đời đời được hưởng cảnh nhàn ca, không khổ không đau chẳng bệnh già. Tướng mạo dung nhan tươi sáng đẹp, lúa trời nuôi dưỡng hết lo xa. Nam Mô A Di Đà Phật, Hoa Kỳ ngày 26 tháng 12 năm 2023, Thanh Trơn Cư Sĩ. Thanh Trơn Cư Sĩ Nguyên là tín đồ Phật giáo hòa hảo ở Mỹ tiểu bang Illinois sau khi đọc bài biên khảo Thầy Tái Xanh, bạn Đạo Thanh Trơn Cảm để diễn ca bài thơ trên đây và gửi cho kỳ vân cư sĩ. Nam Mô A Di Đà Phật Sydney, ngày 26 tháng 12 năm 2023 Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báo để xem.